Chào các bạn, mình đang có mặt tại Tịnh Xá Ngọc Giáp nha. Tịnh Xá Ngọc Giáp thì có địa chỉ tại ấp Dòng Giữa, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu nha các bạn. Đó, đây là giảng đường và tăng đường của tổ sư. Thì phía trước mình đây thì sẽ có hai phiến đá. Một bên là bên tay trái mình đây là lịch sử của Tịnh Thất Ngọc Giáp. Đó. Ở đây thì có ghi chi tiết về lịch sử hình thành nên ngôi Tịnh Thất này nha các bạn. Các bạn có thể đến đây và đọc nha, đọc cái lịch sử. Còn phía bên phải mình đây là một phiến đá để là lễ đặt đá và lễ khánh thành. Thì ở đây nè, mình thấy là để đặt đá là vào ngày 14 tháng 11 năm 2013, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Tỵ nha các bạn. Còn lễ khánh thành là ngày 22, 23, 24 tháng 1 năm 2018, nhằm ngày 6, ngày 7, ngày 8 tháng 12 năm Đinh Dậu nha các bạn. Đó. Còn đây là lầu chuông nha các bạn. Đó. Ở trên thì có cái chuông. Phía trên nóc thì có tượng Phật Di Lặc. Còn phía dưới đây thì có tượng Phật Thích Ca các bạn ha. Và Phật Địa Tạng bên phía bên tay phải mình. Đó. Phật Niết Bàn. Và Phật Ngồi Thiền. Bên kia thì Phật Phật gì? Đảng Sanh các bạn. Đây các bạn, đây là cái cổng của Tịnh Xá Ngọc Giáp nha. Ở địa chỉ là 679-3, ấp Dòng Giữa, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu. Thì vào ngày 17 tháng 11 năm Nhâm Dần thì sẽ có một tổ chức một cái lễ cầu an, cầu siêu cho quý Phật tử và sẽ có thả hoa đăng. Thì sẽ thả ở chỗ này các bạn ha, đây có một con kênh nè. Thả chỗ này. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái con đường để đi vào Tịnh Xá Ngọc Giác cho những bạn nào mà chưa biết nha. Bây giờ mình sẽ xuất phát từ trong Tịnh Xá Ngọc Giác, mình đi sẽ đi ra ngoài đường Giáp. Gì vậy con? Con ở phường 5 nè. Dạ. Đây, mình sẽ chia sẻ với các bạn hình ảnh để đi vào Tịnh Xá Ngọc Giác cho bạn xem. Thì từ ở trong Tịnh Xá mình sẽ chạy ra ngoài tuyến đường Cao Văn Lầu nha các bạn. Đó. Đây là thuộc ấp Dòng Giữa của xã Hiệp Thành nha các bạn. Bên tay phải mình đây là trồng quế các bạn ha. Đó. Đi ngang ở đây có mùi rất là thơm luôn, mùi thơm của lá quế. Ngày 17 tháng 11 tức là ngày 10 các bạn, ngày 10 tháng 12 năm 2022 thì chùa sẽ tổ chức lễ các bạn ha. Đây là cái cổng các bạn ha. Đó mình ra đây là ra cái tuyến đường bê tông rồi nè. Đó, mình sẽ chạy theo thì khoảng cách mà đi từ đường Cao Văn Lầu mà đi tới Tịnh Xá Ngọc Giác thì khoảng 4 cây số các bạn. Mình đoán là khoảng 4 cây số. Và từ cầu quay Bạc Liêu mà đi tới cái cổng chào đi vào Tịnh Xá Ngọc Giác
là khoảng 5 km. Vậy trung bình các bạn xuất phát từ cầu quay mà đi tới tỉnh xá Ngọc Giác thì các bạn sẽ đi khoảng 9 hoặc 10 cây số các bạn ha. Đó. Thì mình xin thông tin như vậy đến cho các bạn biết để có thể sắp xếp và tranh thủ. Nếu rảnh thì có thể ngày 17 tháng 11 á, năm Nhâm Dần, vào lúc khoảng 6 giờ tối các bạn tranh thủ đến tỉnh xá Ngọc Giác để làm lễ cầu siêu, cầu an cho người thân và gia đình, sau đó sẽ thả hoa đăng. Khu vực này thì mọi người làm gãy nhiều lắm các bạn, giống như bên đây nè là mọi người đang trồng cải gỗ các bạn ha. Đó, một vườn cải gỗ luôn. Và bên phía bên đây thì mình thấy không biết là cái gì, tại vì nó nhỏ xíu mà mình chưa có phân biệt được cây đó là cây gì. Ở đây thì mình thấy có thiền tự Viên Minh đó các bạn ha. Đó, thiền tự Viên Minh đây, trên cái tuyến đường đi vào tỉnh xá Ngọc Giác. Thì các bạn xuất phát từ Cao Nhân Lậu đi vào thì sẽ gặp thiền tự Viên Minh trước. Ở đây là cổng chào an ninh trật tự ha. Thì phía hai bên thì cũng có hai cái hướng rẽ đi. Phía trước mình bên tay trái thì có một vườn rau quế nữa các bạn ha. Đó, nguyên một vườn luôn, rất là tốt. Phía trước mình đây là đường Cao Văn Lầu. Đó. Vẽ tay trái thì các bạn sẽ đi ra Mẹ Nam Hải, còn vẽ tay phải thì các bạn sẽ đi về cầu quay trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Đó. Thì mình xin thông tin với các bạn đến đây, chia sẻ với các bạn hình ảnh để cái con đường mà đi vào tỉnh xá Ngọc Giác để các bạn biết mà có thể đi đến các bạn ha. Mình biết rằng có nhiều bạn sẽ không biết và chưa từng đến tỉnh xá Ngọc Giác. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công công việc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.